Trong chờ các bạn chắc đi ra cái đường đó, đó là hướng dưới nhà anh đó, cái cậu đang nằm trên đây. Biết chỗ này mình đứng đón dưới mà đón dưới đâu coi được, đông quá. Ít ra giờ cũng nhìn được vậy. Thì người ta đi phải hết ở đây nào, giờ mình còn coi được xa xa vậy. Năm nay anh chị trang vàng lộng lẫy hơn năm rồi, đẹp hơn. Cầm giùm cái coi. Đó, sao lại không cả? Cầm giùm cái là lấy cái chuyện đó. Lấy cái chuyện đó cao lên hả? Cao đến bây giờ là như thế nào? Bây giờ càng cao càng thấy, càng cao càng có. Giờ lỡ cầm tôi miếng luôn đi. Thấy không, thấy không? Đấy, rồi. Có người cầm giùm luôn. Cầm phía dưới mỗi tay. Bay được không? Được, anh đi nhẹ nhẹ. Hồi ta chụp cái là đi. Thôi, người ta chụp cái không có điện thoại thường. Không chụp, không dám chụp đâu. Đây là đó. Đó, thấy rõ. Thấy rõ quá vậy. Không, chắc anh chỉ nó độ gần rõ. Nhưng mà mấy em quay rất là xa, nhìn rất là nhỏ. Thì cái này nó zoom đúng rồi, anh chỉnh cái độ gần cái này thôi chứ zoom nữa không thấy được. Zoom nữa nó nhẹ. Đây là quay bà con cái xuống. Em dơ cao điện thoại em quay một cái nhìn này. Còn chưa bạn thấy đây rất là nhiều người. Đây là mấy người này nãy cầm tôi nè. Cái anh chọc cao đó dẻo dàng. Anh đáp ông muốn cho em coi nha. Này chắc ngày mai tối mang về chứ mới làm lại đăng lên YouTube. YouTube phải không? Chỉ thấy được vậy thôi. Thank you.
ba lý của em.